Alo nha anh em. Phê quá anh em ơi. Con pha mới về phê quá. À, tiếng máy nổ đó anh em. Xe này chiều nay đi đá banh được rồi nha anh em. Hôm gà chạy chiếc quay 110 tháo bẩn bị anh em mua rồi. Giờ đi con này. Khỏi bẩn bọng cho nó gọn. Bóp mở khóa cái chìa này nó bị ấy rồi. Bị tàu lao rồi. Anh em về một là chủ chìa khác, hai là thay ổ. Ổ cũng nhiêu đâu anh em. Còn vúa cũng được. Quá trời đá luôn anh em ơi. Này còn đang quét dầu nha anh em, chưa khô. Nó sạch, mới vệ sinh. Đằng này 2.5 nha nè. Có cái tem đây. À 2.5 anh em ơi. 2.5. Quay cái máy đã. Hai cái bẩn bị nứt. Nứt cái chỗ góc cạnh dưới với chỗ ốc. Đang làm chưa có xong cho nó đẹp. Ngày bữa nó về chiếc anh pha cộng màu câu khô nữa nha nè. À chiều nay tới luôn đúng rồi. Chiều nay tới rồi. Trời ơi, có chung nhiều nước không. Quá đã này mà. Máy bồ nổ. Bây giờ mới lấy chiếc anh pha 110 đó đó, chiếc biển thứ quý 2 này, chạy xong giờ quay lại nghe tiếng máy này nó phê đi. Bởi đừng trách sao mà anh em nữa phái lại xài mấy cái dòng xe hồi trước đó, đừng không trách được nó thật luôn, thật sự là gì đã quá. Nồi á, nồi đá cạch cạch anh em á. Mà ông mới bắt đầu chạm tay và ông chơi với xe cái nồi kêu cạch cạch nữa đây. Ông nhận xe ông điện trên phép với xe cái nồi kêu cạch cạch nó em chết luôn nữa. Em mấy anh tin không, có nhiều ông mua phụ 2 trả em lại luôn á. Nhiều anh không hiểu, còn có nhiều anh mua super gim, super gim những cái dòng mà nồng sắt á, nó xài cái bánh xe nồng cái găng bằng sắt rồi đó, máy nó xào đó, gọi là chơi á, trả em á. Nhưng khi tao không có hiểu. Đang làm clip nó hay bị điện thoại quá. Điện thoại cái nó bị ngắt đoạn video. Nghe máy ông này thiệt á. Nó biết sao nữa, ha. Nghe nó mệt lắm. Lậu gạo cái đó. Lậu gạo nói chung nó cũng có ưu khuyết điểm anh em ơi. Nó được nó mới nè. Nhưng cái thứ hai là không biết cái hệ thống mình xăng nó làm thế nào ha. Nhưng mà đậu lâu không có bị ngập xăng đó. Có sao thì mình nói vậy, mình đánh giá một cách là khách quan đó, và kêu là tự nhiên đậu nha. Nhưng mà đề phát nổ không có bị sặc sụi đó, hay gì. Còn như mấy cái dòng này thì hoặc là phu chờ neo ha, hoặc là phu 2. Mấy dòng thời trước này thì mấy anh em đậu lâu thì nó hơi chậm nổ một chút. Ổ khóa mở rất là khó lên. Mà chìa thì lại tuôn găng. Tính lấy đi mà chán chịu này. Cái này không khở là không vỗ chìa, không vỗ cũng không tới luôn. Rất là khó mở. Đó là đó. Phê. Thấy chưa? Ở vị trí bỏ về
à, cổ bô người ta, cái bô người ta làm đó, nó gọn gàng. Bởi vì đừng trách anh em sao mà đam mê cái dòng xe cũ đó. Còn cái dòng khu để hôm nào mua cái khu, mua được cái dòng mẫu khu 2020 mình chơi, mình đấu chứng cái dòng khu neo đầy này nha mà, chạy thử và trải nghiệm nó luôn, nhận xét khách quan thực tế. Cái chiếc Alpha xanh mới 2010 nãy chạy phục sau hơi cứng, nãy đi uống cà phê phải thử đó. Quá đã sườn này. Cái chè này vỗ lại là ok, vỗ lại, vỗ cho nó đúng găng, nó ngay bi rồi lại là nó ok. Sườn hết với cái sườn cho nè, chi tiết ha. Có nhiều anh em thích phép cái vụ chi tiết, có nhiều người này nói chi tiết quá, bán có cái xe nói lòng gì gì, nói nhiều quá, đúng rồi, quay tùm lum tùm la. Nhưng mà đó là số ít thôi, còn có những anh em thì rất là thích em ra chi tiết, tại vì mua bán xa mà mua xe đem về, mua bằng cái niềm tin, mua online, ta rất cần chi tiết. Anh em ta tin tưởng mình, ta đâu coi xe đâu, ta chuyển khoản, quay vậy là ta chuyển khoản rồi mình gửi xe. Thành ra những anh em đó rất cần cái chi tiết. Còn những anh em mà nói phép chi tiết quá, nói nhiều quá, bán có xe nói chung tả vậy đó, là nói em nói nhiều, mấy người đó, mấy anh em đó không quan tâm mua xe em đâu, em hứa luôn. Còn một khi ai đó quan tâm mua xe rồi, rất cần chi tiết, thế có đúng rồi nè, càng chi tiết càng tốt, càng thích đó. Có cái chi tiết anh em mới dám xuống tiền chứ, mới đơn giản mua về không quay sườn, không quay hết trơn, cái mở ra mở bẩn thôi, bà mẹ phép bán gì xe cái sườn xét nhạt, nó quay đâu không đó, cái vụ gì đó, rồi không quay ốc cúc nền gì dập hết trơn, quay đâu không đó, ốc đồ bò gì quay, ốc chân nồng, những cái quan trọng nó không quay, gửi vô gặp cái xe gì. Anh thấy anh thấy gì ghê không, nguy hiểm, bạc bọng đồ ghim, những quay em còn tả nữa. Anh em cho em like cái xe này, em thấy em thích lắm rồi đó, chạy đi, ngồi đá banh chịu khó dặn cái chìa khóa mắc ma này bội, mở rất là khó lên. À nè, nó có cái dòng bi đó, chung tại cái chì lô, thẳng mẹ với tại cái chì lô đó. Thôi thôi được rồi, ok anh em. Vậy thôi, anh em nào mê mẩn măng ma mằng mụi đó thì điện cho em, điện cho sang trường đi, tới giờ em đã bóng này nha anh. 5:05 rồi, bắt đầu là giọt rồi đấy. Rồi, phép xin chào nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào anh em.